Chào bà con, chào các bác. Chúc các bác một ngày mới đầu tuần làm việc vui vẻ. Hôm nay Phương bò về 3 con bò mới. Một con là dòng 3B nhé. Một con này là dòng 3B chửa này. Đấy. Còn một con là Seriphone. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Đấy, một con Seriphone và một con là Angus nhé. Đây, con này con Seriphone này. Đây, còn này, con này con Angus này. Đấy, thật sự là hôm nay bắt lô bò này rất là đẹp luôn. Mua ba con này của một nhà luôn. Đấy, gia đình chuyên đi chăn thả này. Đấy, hai con này chuyên đi chăn thả luôn này. Đấy, em quay chi tiết để các bác xem và tham khảo. Bác nào mà yêu thích hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Và ưu tiên cho bác nào mà lấy tất cả ba con thì em sẽ thì liên hệ cho em và thương lượng nhé. Em muốn bán cùng một chuyến này, nếu bác nào mà thiện chí thì mua nó sẽ giảm hơn một chút vì nó vào cái tiền ship nhé các bác nhé. Đây, bỏ chăn thả này, rất nhiều dè này bác này. Đấy. Đây, con này là dòng Seriphone nhé. Đây, con này này đẹp long lanh luôn. Đấy. Đây, còn con này là con Angus này. Đẹp tuyệt vời luôn. Thực sự là hai con bò này là nó đều tầm 12-13 tháng hết rồi nhá. Đấy, có con Angus này là già tháng hơn 1 tháng này. Con này là 13 tháng này. Con này đã bị lên giống rồi. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đây. Quay nhìn hai con bò này. Nói các bác câu là quá đẳng cấp luôn. Đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đấy, mua hàng giống các bác phải tuyển chọn những con giống nó đẳng cấp một chút, thế này nay mai thì nó mới thành con bò lái nó đẹp long lanh được nhé. Đấy, mông như cái mủng luôn. Đấy, mông to, chân tay to. Những con bò này thì các bác nuôi thì nay mai nó mới sức phát triển của nó mới to được nhé. Đấy, bò vừa về nhưng mà đói. Đấy, thật sự là đôi bò quá đẹp luôn. Đây, con 3B. Con 3B này thì là bò tư chửa lứa đầu tiên. Đây, các bác nhìn cái mồm của nó này. Đấy. Riêng tuyển 3B gây lái các bác phải chọn những con nó mông to, háng rộng. Đẹp long lanh như này nhé. Đấy. Không một lỗi vết gì luôn. Con này thì là chiều cao nó rơi tầm cửa là gần 1,3 m nhé. Đấy. Dày cốp luôn, không một lỗi vết gì luôn. Nó tầm 3 tạ rưỡi hơi. Rất là đẹp. Đây, chân móng này. Móng sò nhé. Em quay chi tiết từng con để các bác xem và tham khảo nhé. Đây, con đầu tiên là con 3B này. Đấy. Phải nói là đẹp long lanh luôn nhá. Đấy, bò tư chửa lứa đầu tiên. Con này là chửa là 3 tháng 20 ngày nhá. Đấy, bảo hành giống cho bác luôn nhá. Đấy, đẹp long lanh, không một lỗi vết gì luôn. Đấy, quang quấy này. Đấy, chân móng của nó này. Chuẩn hết nhá. Đấy. Đây, mông này. Như cái mủng luôn nhá. Đấy, dày cốp luôn này các bác này. Đấy, con này thì chiều cao nó rơi tầm cửa 1,3 m nhé các bác nhé. Đấy, gần 1,3 m, tầm 3 tạ rưỡi hơi. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Vì nó mới bò tơ chửa đầu tiên cho nên là các bác nuôi nay mai nó còn rất là to luôn, lớn rất nhiều luôn nhé. Đấy, bây giờ nó mới được có 3 tháng 20 ngày cho nên là các bác nuôi nó còn ví dụ đến khi nó gần đẻ thì nó rất là to luôn. Đấy, vì các bạn là nó thật sự là tuyển con giống này mình phải chọn những cái hàng nó tầm đại một chút thì nay mai các bác nuôi lâu dài nó mới thích nhé. Đấy, con này là có giá là bằng 32 triệu bao ship cho các bác trong vòng 100 cây nhé.
Đấy, bác nào yêu thích hàng Barbie ghế lái thì liên hệ trực tiếp cho em này. Đấy, hàng rất là chất lượng, bảo hành giống cho bác luôn. Đấy, rất là đẹp nhá. Không một lỗi vết gì luôn. Đấy. Rất lành, đuôi này, thì nhìn cái đuôi của nó này, rất là to nhá. Mông to, háng rộng, đấy. Đẹp tuyệt vời luôn nhá. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng Barbie ghế lái thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đây, rất lành luôn. Đây. Đấy, đây là con đầu tiên này. Con thứ hai nhé. Đây em đuổi ra đây cho nó nhìn cho nó. Đi, đi. Đi. Này, con này là con Angus này. Đấy. Đẹp long lanh luôn. Con này thì nó đã chuẩn bị lên giống rồi. Đây, nó đã sáng ngày có biểu hiện lên giống rồi nhá. Đây, hai con nó đứng gần cho nên là hai con này là một nhà cho nên là nó lúc nào nó cũng đi với nhau. Chuyên chăn thả đây. Rất lành luôn. Đấy. Đi đi con, đi. Đi. Đi đi đi. Đi. Đấy. Đây, em quay lại chi tiết cho các bác xem hai con này nhé. Con Angus và một con Cerefone nhé. Đây, con Angus này thì nó được 13 tháng rồi này. Con này thì nó đã lớn giống rồi nhưng mà là chưa lấy nhé. Vì thực ra là những con bò này các bác để nó to một chút thì các bác lấy nó sẽ thích hơn. Đấy, bây giờ hiện tại nó rơi tầm cửa 270 cân hơi. Đấy. Dày cốp đẹp. Thật sự con bò này nó rất là thích luôn nhá. Đấy, các bác tuyển chọn con giống này các bác nhìn này. Chân của nó, bộ chân của nó phải to đẹp một chút như này thì nay mai nó mới tầm đại nha các bác nhé. Đấy, hàng rất là đỉnh cao luôn. Đẹp long lanh luôn nhá, 270 280 cân hơi. Dày cốp luôn. Đấy, đây là con này là thuộc về dòng Angus nhá. Đây, con này con Cerefone này. Thật sự đẹp long lanh luôn. Đấy, gia đình chuyên đi chăn thả. Lâu lắm rồi bắt được con Cerefone đẹp như này. Đấy, con này cũng được 12 tháng rồi nhá. Nói chung đôi bò này thì về các bác nuôi tầm độ tháng 2 tháng nữa là lên giống hết rồi. Con kia đã lên giống rồi, con bò nhưng có cái mình cũng không lên lấy sớm quá. Vì những con bò này mình xác định mình chăn nuôi lâu dài, mình để nó to hẳn một chút thì mình cho phối tinh. Đấy, hai con này thì là em mua của một nhà luôn nhé, chuyên đi chăn thả đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Thật sự kiếm đôi bò nó đẳng cấp như này rất là ít nhá. Thỉnh thoảng em mới gặp được đôi của gia đình nhà ta đi chăn ở nhà. Đấy, bò quá đẹp, không một lỗi vết gì luôn. Đấy, mua những con bò như này về các bác chăn nuôi thì thật sự là nó rất là đẳng cấp luôn nhé. À, một con Cerefone, một con Angus và một con Barbie trưởng. Đấy, ưu tiên cho bác nào mà lấy tất cả ba con này nhé. Đấy, toàn hàng gây lái đẳng cấp luôn. Một con Cerefone và một con Angus này có giá là bằng 60 triệu bao ship cho các bác trong vòng 100 cây nhé. Đấy, nếu bác nào mà lấy tất cả hai con thì em sẽ giảm giá cho các bác nhé. Đấy, con Barbie này bằng 32 triệu này. Đấy. Đấy, con Angus này, con này thì đã lên giống rồi này. Chuẩn bị nếu các bác nào để 1-2 chu kỳ nữa thì hạn cho phối tinh nhé. Đẹp long lanh luôn, thật sự đôi bò này nhà nào mua được thì rất là thích luôn, vì em mua của một nhà luôn, chuyên đi chăn thả. Đấy. Đấy, các bác nhìn này, bộ chân móng của nó này. Đấy, chân tay rất là to luôn, đầu mặt đẹp, khoang quái chuẩn, không lỗi vết gì luôn.
Riêng cái giống bò này nói thật các bác là mình nhà ta nuôi chăn thả cho nên là rất là lành, sờ thoải mái luôn. Đấy. Đối quá đẹp luôn. Nó đã đẹp thì đúng là nói là các cụ nó đẹp thì nó lại không có lỗi vết. Đẹp từ chân đến móng luôn, đến người. Đấy. Hai con này có giá bằng 60 triệu nhé. Con Barbie này là bằng 32 triệu. Đấy, ưu tiên cho bác nào mà lấy tất cả ba con này thì em sẽ giảm cho các bác một chút nhé. Đấy, toàn hàng gây lái đẳng cấp, đẹp long lanh. Đấy, bác nào mà yêu thích thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đây, em đuổi ra một lần nữa cho bác nhìn cho nó chi tiết này. Sự đôi bò này càng ngắm càng ưng luôn, rất lành. Đấy. Đấy, con bò giống nó phải đẳng cấp như này các bác về nuôi nó mới ham này. Đấy, đẹp long lanh luôn nhé. Đấy, bác nào mà yêu thích mà cảm thấy phù hợp với mình thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Sự là hai con bò nói các bác cũng cảm càng ngắm càng thích luôn, đẹp long lanh luôn nhé. Đấy. Đây, con Seraphon này các bác nhìn này. Đấy. Từ cái đuôi của nó đẹp luôn, mông vai người. Đây, con Angus này hàng đỉnh cao luôn nhé. Đấy, bác nào mà yêu thích thì liên hệ trực tiếp cho em bắt ba con này nhé. Đấy, ưu tiên cho bác nào mà lấy tất cả ba con này nhé, toàn hàng đẳng cấp. Đấy, riêng hàng của em nó thật sự các bác câu là bắt hàng nó phải chất lượng đỉnh cao luôn. Con nào có giống bảo hành giống bác luôn nhé. Đây, con này con Barbie này. Đây. Đấy. Con này con Angus này. Đây, con Angus này. Con này thì nó đã bị lên giống rồi này. Đấy, rất là to rồi. Đấy, giống. Đây. Cinephone này. Sự đôi bò quá đẳng cấp luôn. Đấy, bác nào mà yêu thích thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy, hai con này có giá bằng 60 triệu bao ship cho các bác này, trong vòng trong cây nhá. Đấy, mua hàng giống nó phải đẳng cấp như này các bác nuôi nó mới sướng. Rất lành, giống bò đi chăn thả nó lành. Đi. Đấy. Em muốn quay thật chi tiết để cho các bác xem và tham khảo. Nếu bác nào mà yêu thích thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Bắt ba con nào rồi. Thật sự quá đẳng cấp luôn. Đẹp long lanh. Ui. Đi con, đi, đi. Đấy. Toàn hàng gây lái đỉnh cao nha các bác nhé. Đấy, bác nào mà thiện chí thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho em bắt ba này nhé. Các bác xem nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất từ kênh của Phương Bò nhé. Rất là nhiều bác bảo là khi anh mới nhận được video thì chú đã bảo bán mất rồi. Nên nhiều khi các bác cũng phải thông cảm là các bác xem muộn hơn, cho nên là nhiều khi là mình không đăng ký kênh là nó sẽ nhận báo về sớm, báo về muộn cho nên các bác không nắm được. Đây. Đi. Đấy. Quá VIP luôn. Sự càng ngắm càng thích. Đấy. Bác nào mà thiện chí thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Chào các bác.